Regi Lino. Mas Lino, tanggapan selebrasi yang itu di bagaimana? Lino, ulangi lagi. Ya bangga sama senang juga, kaget juga di mention sama Richarlison. Jadi motivasi sendirilah buat semakin lebih baik lagi. Nanti kalau ngegolin lawan Vietnam, bakal melakukan selebrasi yang sama? Yang penting ngegolin dulu dan menang. Mungkin Marcel. Thank you. Pasukan kita lawan Vietnam besok, oke? Semangat, hati-hati. Bulgogi. Bulgogi. Marcelo won celebration Bulgogi. Tôi có thể chịu đựng. Mặc dù huấn luyện viên là phải chịu thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng là không biết có phải vì những cái điều đó hay không mà nó cũng làm cho tôi thay đổi. Mặc dù thì tôi không cố tình làm điều đó, nhưng mà nếu mà có cái điều đó thì một lần nữa.